Sáng nay anh Minh sẽ hướng dẫn cách cài đặt các thiết bị vào cái trung tâm là HeyZ W20. Mọi người coi nhé. Bây giờ là anh Minh đang chuẩn bị là lấy sản phẩm ra rồi. Và đây là có một bạn đang nghe ngồi đây để mà chuẩn bị chờ cho anh Minh hướng dẫn nha. Rồi anh Minh cứ nói đi anh Minh ơi. Hay quá. Đây là bộ HeyZ W20 nha các anh chị. Cái bộ này bao gồm nhất đây là cái trung tâm. Trung tâm này thì nó rất là nhỏ gọn nè, các anh chị thấy nó nằm có thể là trên bàn tay thôi ha. Bề dày thì khoảng là chừng 3 phân, 2 phân rưỡi, 3 phân gì đó. Và nó kèm theo nhất đây là cái hồng ngoại. Thứ hai là cái tường cửa. Thứ ba là kèm theo hai cái remote. Kèm theo hai cái thẻ RFID card. Và đây là cái adapter và dây sạc nguồn. Rồi, và đây nữa là cái cuốn catalog. Catalog thì bằng tiếng Anh. Trên đây nó chia sẻ cho các anh chị cách cài đặt cảm biến cũng như là cách cài đặt phần mềm. Thì bước đầu tiên chúng ta cần là mình sẽ reset lại trung tâm ha. Thì phía sau đây là nó có công tắc nguồn phía sau đây ha. Bây giờ mình sẽ bật nguồn lên. Sau khi bật nguồn lên thì mình sẽ reset ngay lập tức ha. Đây bật nguồn lên. Sau đó mình sẽ dùng hai ngón tay mình bấm giữ phím này, phím 1 và phím 3 trong 5 giây. Em nhấn em coi kỹ nha, em cứ ngồi lại coi đi không sao đâu nha. Cái ngồi sát lại đi chứ không nhiều khi là em cứ nghe vậy là em. Bây giờ vậy nè, Minh. Cho bạn nó cầm tay luôn, bạn tự bấm luôn đi. Rồi. Thì bạn mới nhớ được. Em cứ cầm tay em làm đi, em làm em mới quen được. Thấy không? Đó. Rồi, mình hướng dẫn kỹ thuật là như vậy là kỹ thuật với nắm bắt được tốt được. Rồi bây giờ anh hướng dẫn cho em cách cài đặt các cảm biến ha. Để em đi nhìn. Em cứ cầm tay em bấm thử, em test thử đi. Cái này là dành cho đại lý mà, hỗ trợ đại lý mà, do đó đại lý cứ thoải mái dọc sản phẩm đi, không có gì đó phải ngại nha. Đến Nano là gọi là được uống cà phê và được Nano hướng dẫn tận tình luôn, cầm tay chỉ việc luôn. À, anh em hồi nào làm nhuyễn đi về và được cấp giấy chứng nhận nữa, các bạn lưu ý nha. Chưa kể là được có em gái bên Nano là đứng vỗ tay nãy giờ ở trong này, nhìn là ngưỡng mộ luôn đó. Bỏ pin vô hả? Bỏ pin vô phải không? Ok. Anh em coi nha, anh em coi để mà có gì đó là thực tập luôn. Sáng nay là chúng ta thực tập bộ là HEW22 phải không Minh? HEW20 đây, cái bộ này là để mình quay gần gần là cho anh em coi nha. Đây nè, HEW20 là cái này nè, đó. Giá nó bằng hiện nay Nano đang bán giảm giá tới 45% so với giá trung bình thị trường nha. Anh em cứ vào gặp anh Minh hỏi giá để mà tranh thủ lấy sớm, tại vì cái này là rất là ok luôn nha các anh em nha. Rồi, bây giờ hướng dẫn em cách cài đặt ha.